Rồi. Hôm nay ngày 21 tháng 3 do nghỉ mấy ngày bận công việc gia đình thì em lên một clip mới nữa. Em hay mấy chú nào ủng hộ thì cứ gọi điện cho em nha. Mà hôm nay em để một số điện thoại thôi nha. Tại vì cái mấy cái sim kia em đang đi làm lại cho nên em không có hoạt động á. Thì mấy anh mấy chú nào cứ gọi thì cứ gọi vô cái số điện thoại 0978 078 702 nha. Rồi sẽ có người trực 24/24. Hôm nay nói chung là em có lấy được một cái kính lúp của Nhật luôn nữa không? Nó trên da băng nè. Đó, nó rất đẹp nha. Đó, như là cái này á thì để em soi cho mấy anh mấy chú xem cho nó chi tiết hơn. Rồi, ok. Này hôm nay là em lên cái mã đầu tiên. Giá 450.000 là một cái thước dây nha. Đây thương hiệu của nó đây. Đó. Rồi. Size của nó là 200 mm nha. Đó, 20 cm nha. 200 mm. Rất đẹp. Đây nhàm đây nè. Không, còn khít nha. Mặt sau nè. Rất đẹp. Đó, số nè, nhìn rõ nét không? Đó. Rồi ok. Cây này hoạt động rất là trơn tru, đuôi thẳng tưng, không cong không quẹo gì hết nha. Đó, rất là đẹp. Cây này em lên cái giá là 450.000 nha. Thương hiệu là Mitu Toyu da băng. Rồi ok, 450.000 cho mã số 1. Rồi tiếp theo cái mã số 2, 380.000. Đây, thương hiệu của nó là của Canon nha. Đó, Canon nha. Rất đẹp nha. Cái này á thật sự mình này nó là size 15 cm nha. Này 15 cm này. Đó. Rồi. Cây này á nó có hai cái đầu này rất là hay. Thì mấy anh mấy chú có thể tháo ra được, mình chỉ cần mở cái lục giá này thôi, mình tháo ra thì nó cũng như những cái cây bình thường thôi. Tại vì bên tiện người ta sử dụng những cây thế này nè. Đó, mình chỉ cần tháo con cái lục giá này ra nè. Đó là mình rút nó ra thì nó cũng y chang cái cây bình thường thôi. Nó hơn người ta là có cái cục này nó rất là hay. Đó, đầu thấy không? Đặt nguyên khối luôn, rất đẹp đó. Rồi ok, cây này á, thì nó của Canon thì mọi chức năng hoạt động ok, cái đuôi của nó cũng không quẹo nha. Clip này em sẽ chia làm hai phần nha. Rồi, nếu mà dài quá thì hai phần, còn nếu mà không quá thì một phần thôi. Rồi ok, rồi cái cây này em lên cái giá là 380.000 nha. Mã số 2, 380.000. Rồi tiếp theo mã số 3 là một cái cần lật, một cái cây tự động. Mã số 3, 180.000 của Tone. Da băng nè. Đó, đầu hoạt động đẹp, hoạt động ok nha. Nó đã chịu lại. Thấy không? Rồi ok. Tone. Rất đẹp, đầu 3/8, giá của nó là 180.000 nha. Đó, 180.000. Bữa có mấy chú nào hay hỏi mấy dòng 3/8 này thôi. Tiếp theo em lên một cái mã số 4. Cây này là hàng độc nha. Giá 200.000, nó là hàng độc á. Nó thương hiệu là của Top nè. Đây, tiếng nè. Đó, cực kỳ căng nha. Nhưng mà nó không có cái cần có chốt lật qua lại mà nó điều chỉnh bằng cái này. Đó, nghe cái cạch không? Đó, chịu lại. Thấy không? Tiếng cực kỳ căng. Thấy không? Đã không? Đây, chỉnh bằng cái này. Chỉ cần lắc cái nhẹ thôi. Đó, nghe cái cách lật thôi. Đầu 3/8, bi vẫn hoạt động ok, rất là đẹp. Cái hàng độc á, ít thấy lắm. Rồi ok, giá 200.000 nha. Mã số 4, 200.000. Rồi tiếp theo mã số 5 là một cái cây này. Đó, 240.000 nha. Đây, cái cây này thì màu sắc thì nó của Tone đó, đầu 1/2. Nhưng mà cái cây này đó thì sự mà nói là nó, nước chrome nó bị chốc thôi. Nhưng mà vẫn hoạt động đẹp, ok nha. Nha nè. Đã chiều lại nè. Không? Rất là ok. Rồi, Tone. Rồi, em lên cái giá là 240.000 cho cái cây này nhá. Rồi, 240.000. Rồi, tiếp theo em lên một cái vít nhấn. Mã số 6, 160.000. Cây này là của Vixel nha. Đây. Vixel. Đây, cái đài này bằng kim loại luôn. Chui bằng kim loại luôn. Đầu nó gồm có một đầu cộng, một đầu trừ nha. Đây là đầu cộng nè. Đó.
đầu trừ nè, trong này nè, trong này mở nắp trong này ra nè, lúc nào cũng có trong này hết á. Đó, rồi ok, hoạt động đúng ok nha. Rồi chiều dài của cái cây này á, nó là tổng thể từ ngọn xuống là khoảng 28 cm nha, 28 cm. Rồi cây này rất là đẹp, tay cũng rất là trắng nè, giá là 160.000 thôi. Rồi tiếp theo mã số 7, 150.000, cũng tương tự là một cái vít nhấn thương hiệu của là cây này là của Thomas, nhưng mà em vệ sinh nó lột mất tiêu cái chữ rồi, tại vì nó dán chữ dán đây ti nè, một trắng tinh nè. Đó, đầu trồng đầu trừ có hết nha, đầu trồng để này, đầu trừ để đây, chung là một bộ cho mấy chú về xài thoải mái nha. Đó, nè, cái chân chu nha, đảo chiều lại. Đó, chiều dài của cái Thomas này nó là 26 cm. Rồi ok, em lên cái giá là 150.000 thôi. Đó, rồi tiếp theo cái mã số 8 là một cái vít nhấn giá 280.000. Nói là cây này là của Vixel luôn. Đó, đây nó có một cái khóa gài em đây, ti cây này xài lướt rất là đẹp, ti còn rất là trắng. Đầu đây, cái này thực ra nói là nó chỉ có một đầu cộng thôi nha, nó không có trừ, tại vì cái nào có thì sẽ kèm theo, còn không có thì chỉ có như vậy thôi. Rồi một đầu cộng BH2H3 đó gì đó, hoạt động rất là ok nha. À, rất là nhẹ nhàng, cây này là so rất là đã, mà cây này khỏi chê luôn, tại vì hàng lướt mà cây này ở trong nó còn trắng tinh luôn nè, không có xước, không có chày trụi vậy đó. Rồi ok, rồi ok, đây đầu đây gỗ không mẻ không nước gì nha, rất là đẹp, nước sơn còn rất đẹp. Chiều dài tổng thể của cái cây này á, để em đo nha, là từ mũi xuống tới cán là 49 cm nha, 49 cm. Rồi rất là trơn tru cho cây này, cây này rất là đẹp nè. Rồi chiều dài của cái này là thu vô là còn lại 36 nha, 36 cm. Rồi ok, giá là 280.000. Rồi tiếp theo em lên mã số 9 là 250.000 nha. Đây là một cái dù xịt hơi đó, dập đây em soi cho tại vì em da băng nè, Kurita da băng em đã test rồi, nói chung là hoạt động còn không xì không hở gì hết á, rất đẹp nha. Rồi ok, em lên cái giá của nó là 250.000 nha. Rồi tiếp theo em lên một cặp giũa mã số 10, 150.000 thôi. Đây một cặp giũa rất đẹp, một cây giũa vuông nha, đây một cây giũa vuông nè. Rồi một cây này Mija, nó thương hiệu gì nó đóng chữ gì chẳng biết nữa. Rồi ok, một cây giũa đã dẹp, đây độ bám rất là ok nha, hàng lướt với hàng có cây, hai cây này hình như là chưa sử dụng nè, tại vì hàng bãi thì màu nó không được đẹp thôi. Chiều dài của hai cây giũa này là một cây là từ ngọn tới gốc là 38, còn cây vuông này là một cái vụ này là 32 cm nha. Rồi ok, 32 cm. Đây em quay cho răng cổ thế này nè, không rất đẹp nha. À, cái vụ cũng vậy nè, còn cái vụ này mịn hơn. À, cái lớp em nó có một cái mắt nó sẽ tầm cho mình né thằng đó không. Rồi ok, giá là 150.000 thôi cặp vụ này. Rồi ok, em lấy cái mã 11 là một mũi khoan, một mũi taro 280.000 nha, 280.000. Là gồm có những đầu như thế này, đầu này là đầu 6 ly nha, 6 ly nè, 6 ly nè. Rồi mũi này là mũi bảy ly nè. Ừ, 7 ly nè. Rồi tiếp theo 2 mũi 10, 9 ly 10 ly nè. À, à rồi, ok. Rồi tiếp theo là cái mũi 12 ly nè. Đó, răng còn bén nha. Và tiếp theo là cái mũi mũi này cũng lớn á, để lấy cái kim đo thử coi. Test luôn cái kim này luôn. Cái này là
16 ly nha. 16 ly. Đây. Mỗi này mỗi 16 ly. Rất đẹp. Rồi. Gồm có 2, 4, 6, 6 cây này em lên cái giá là 280.000 nha. 280.000. 6 mũi. Rồi tiếp theo em lên một bộ tu vít. Giá 180.000. Mã 12. Đây. Đó, hàng nói chung là nó hơi xuống màu xíu. Đó, tại vì một số em có chưa vệ sinh mà một số em vệ sinh đó. Mấy anh mấy chú nào có thích như nhu cầu thì em vệ sinh cái lại cho. Đây, rất là đẹp nha, cản nè, cũng như những bộ em bán. Nè, đắp chữ Machine ra bằng ha. Nè, em soi thấy nè. Nè, xe bằng hết. Rất đẹp. Giá là 180.000 nha. Rồi, tiếp theo lấy mã 13. Đây là một cái cây này phải nói sao ta là một cái mổ lết nhanh á. Đó. 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 Ứng xuống ứng như nè. Nó đẩy ra vô thấy không? Anh một khi đã bấu vô rồi là nó cứ ngắt à. Đây. Rất là độc đúng không? Đây ra băng này. Thương hiệu Super nha. Giá 300.000 cho cái cây này. Đó, đó là hàng gọi là mổ lết nhanh á. Đó. Đó, mổ lết nhanh á. Rồi ok. Giá 300.000. Rồi tiếp theo em lên một cái mã 14 là 250.000 nha, là một cái cưa của Tajima, hãng cưa, hãng thước dây là gì đó, làm từ Tajima là hàng nổi tiếng đó. Đây, chuyền gà vô thế này, bấm nó vô, rồi nó dính luôn, thấy không? Cán cao su, này bằng nhôm, lưỡi đây, rất đẹp, lưỡi còn rất là bén nha, rồi tay còn hít nè. Đi ra kia con, đi ra kia. Rồi, ok, em đo tổng chiều dài nha. Từ mũi xuống tới đây là 53 cm nha. 53 cm. Rồi tổng, nhưng mà cái lưỡi dao của nó là 24 cm nha. Rồi, 24 cm đi. Ấn xuống và bỏ xuống đây. Chụp lại. Rồi, mã này là mã 14, 250. Đây, số điện thoại của em nè, mấy anh đây chứ nha. Rồi, bữa do em để sai số điện thoại. Rồi, ok, mã 15 là 180.000, là một cái kềm cắt ống thương hiệu Victor. Victor rất đẹp nha. Đây, xe băng Victor đây, size 20. Nói chung là để dành cho mấy anh mấy chú nào cắt ống nước nóng lạnh. À, hoặc là ống 21, nước nóng lạnh này, ống nhiều ống như thế này là em cắt thử nha. Đây, tại vì em thuận tay trái cho nên là em phải cầm tay trái cho mấy anh chú xíu nha. Đây. Thấy không? Cái mình từ từ lại. À, mà phải đặt vô cái ngàm này nha. Đây. Thấy không? Hai đường nè. ba cái thôi là đứt ngọt ngào luôn đó. À, cắt lại nha, ba cái thôi, phải đặt nó vô cái ngàm thế này, nó ôm vô ngàm nè. Đó, ấn thôi. Đó, ống này rất là dày, ba cái bóp là đứt liền, không nứt không mẻ gì luôn, rất là ngọt ngào nha. Rồi ok, 180.000 cho mã 15 này. Rồi tiếp tục em lên một cái hàng độc nữa là cái của Sunny, giá 350, size của nó là size 42, các ống từ 42 độ đại. Cây này nói chung là rồi lúc trước em cũng có lên một cây mà cây kia rất là đẹp, còn cây này thì màu nó không đẹp thôi, nhưng mà cái lưỡi nó rất là đẹp nha, không mẻ không gì luôn, không đen luôn. Đây lên chỉ cần bật cái này hai nấc là nó ra lưỡi, lưỡi không mẻ nha, lưỡi rất là đẹp đó. Rồi chỉ cần cắt như thế này thôi đó, thấy không? Rất đẹp. Một nấc nè là hở đây như đây, và một nấc nữa ra như đây, rất đẹp nha. Đây em cắt thử nha. Đó nè, thấy không, rất là ngọt ngào đó. Không mất không bể gì hết. Rồi ok, cái giá của nó là 350.000 nha, của Sony nè, rất là đẹp. Rồi ok, rồi tiếp theo lên một cái cục lập lòn nữa nha. Hai cục này có nhiều anh mày chú hay hỏi em là tại em hết hàng, giá 240 thôi. Đây, tại cái này đẹp. Đây, cái cục ở đây, cục này nặng 400g, là 4 lạng á. Đây, bấm nó kéo ra đây như này. Đó, để tự nó thu vô lại nha. Đó. Đây, nó có đầu 500, để mình hít. Đây, 500 này dính kẽm cái gì nè. Rồi, đặt cho hít. Đó, 4 lạng mà nó có hít như thế này. Đây, chữ đây, Tajima luôn nha. Rồi, Masen xe băng luôn. Rất đẹp. Rồi ok, đây nó cũng có đầu như đinh nè,
Đó, ở đây này, thấy không? Rồi, ok. Giá của nó là 240. Dạ vâng. Rồi tiếp theo là em lấy cái mã 18. Là một cái kìm bấm nha. Giá 250. Nó là của Asahi. Asahi nha. Rồi ok. Cây này là size của nó là cái size nhỏ thôi. Nó sẽ lớn không? Răng cổ thì nó cũng ok, nghiêm chỉnh nha, không dập dạp gì hết á. Không. Rất là ok. Rồi, ốc tăng chỉnh đây. Không. Rất là chắc chắn nha. Rồi ok. Cái này em lên cái giá 250 thôi, nó là size nhỏ nha anh nói chú. Chứ mà size lớn thì không có giá này đâu. Rồi, Asahi 250. Rồi ok. Rồi tiếp theo em lên một bộ thước góc nữa. Giá 200.000. Đây, một cái thước góc của Shinhwa. Đây. Rất đẹp không ạ? Shinhwa. Và một cái thước góc thế này. Đó, số rõ ràng, không mờ, không lấp gì hết. Rất là đẹp. Rồi, size của nó là 30cm nha. Bên này. Và bên này là 15cm nha. Rồi. Rất là đẹp. Rồi, giá là 200.000 thôi. Mã 19. 200.000 thôi nha. Rồi, mã 20 là một cái kéo rất cành. Đây, cái cắt cành nó như thế này đây. Mã 20, 260. Đây, nó có chữ nè. Sơ băng thấy không? Đó. Cán vậy, kim loại luôn. Không có lo gãy cán. Rồi, thì còn mở ra chính này. Mở ra. Còn về phần lưỡi. Không mẻ, không dâm nha. Tại vì em, cái này em chưa có vệ sinh. Mấy anh mấy chú nào mua thì em sẽ vệ sinh lại rồi đóng gửi hàng cho mấy anh mấy chú. Rồi, ok. Đó. Rất đẹp nha. Chán đây. Mấy anh chú nào cứ mua thì cứ alo em thì em vệ sinh cho em gửi. Tại vì em mới về hàng, mới về thôi. Giá 260. Rồi, tiếp theo em lên một cái mũ lít nhanh. Đây. Mũ lít nhanh. Thằng độc. Nói chung ít thấy lắm. Đây. Mở ra như thế này. Là mình có thể mở đây. Này, cây này là nó xuất xứ của Thụy Điển nha. Winden nè. Đó, chứ không phải là của Nhật, của Mỹ gì đâu. Đó, răng cổ đây. Hôm nay em sắm kính lúp này quay cho mấy cận cảnh cho mấy anh chú thấy rõ hơn đúng không? Thấy chưa? Rất đẹp. Nhưng cái cây này á, cái mặt này họ bên đó họ để cho nó bị rỉ tan á. Thì em về cũng đã vệ sinh rồi nhưng mà cũng chưa ưng ý lắm. Thì mấy anh chú nào có mến cái cây này á, thì về mình vệ sinh lại thôi. Thực ra nó cũng hoạt động cũng ok nha. À, chỉ cần mở thế này. Đẩy lên. Là căn chỉnh con ốc này chỗ này nè. Đó, đẩy lên là cái cỡ của nó. Và bên gập xuống. Mở. Mở rồi. Rồi, còn không á thì muốn ốc nhỏ hơn thì cần kẻ xuống. Con ra như thế này không? Đó. Mở ra đây. Đó, mở. Mình siết vô mình sẽ tăng chỉnh cái con ốc này. Đó. Mổ lết nhanh đó, cứng ngắc, không chạy được nữa luôn. Đó, tới đây thôi. Thấy không? Rồi ok, cái này giá 450.000 nha. Rất đẹp. Rồi, tiếp theo là một cái cây bơm mỡ bò. Giá 450.000 luôn. Đây là cái một cái bơm mỡ bò của Mỹ, của Nhật nha. Đây, nó có thương hiệu đây nè. Yamada. Dấu xích đồng hàng, Yamada nha. Chữ nghĩa đây, đây chữ Nhật đấy không? Bằng inox. Chiều dài của cái cây này nó là em đo từ mũi xuống đây. Là tới 53-54cm nha. Đây, cần bóp đây, hoạt động ok nha. Thì em bóp nó sợ ra nhà thôi. Cái cây này em chưa kêu vệ sinh, mấy anh mấy chú nào mua thì em vệ sinh sạch sẽ cho nó nhìn như mới vậy đó. Đây, cái đồ bơm bò của nó như thế này đây. Chỉ cần anh kéo nó đây, gật cho đây, như cái súng nghe không. Đó, rồi mình mở đây ra. Mở ra mình bơm bò vô. Mình bỏ bò vô những cây hàng thường vậy đó. Rồi mình cần đẩy xuống là tự nó xuống không. Đó, nó tự đẩy bò ra luôn. Thấy không, rất tiện lợi. Đó, như cái súng không. Đó, tự động hít vô nè. Đó, là sao tự nó sẽ kích vô, nó khai không vậy. Đó, tự không, tự nó vô. Thằng này là rất là độc nha. Rồi, giá là 450.000 luôn. Đó, cây này rất là độc. Đó, tay cầm rất là chắc chắn nha. Rồi, em bơm mạnh nó chạy ở nhà. Bỏ bò trong này còn. Đó. Cây này nó đúc viên khối nè, cây này viên khối nè. Tì lớn nè, thấy không. Cây này xài bao luôn á. Em vệ sinh kỹ càng chân. Rồi, gật xuống thôi. Là tự nó hút vô, nó đẩy vô rồi thôi. Nó đẩy lên đây. Chỉ cần bơm là nó ra thôi. Rồi ok, giá là 450.000 nha. Rồi tiếp theo lên cái Eto. Giá 400.000. Eto kẹp bàn. Đây là em nghĩ chắc nó sai là hồng 75 á. Nè, hồng 75 rồi đúng rồi. Rồi ok.
đang đây hàm đây, cái này nói chung là đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn rất đẹp, một cái tô để bàn đây, răng gỗ không à, nhà có thấy không, không gì hết nha, rất là đẹp. Nó SK đó, này của dòng SK nè, giá 400.000 nha. Rồi bát chừng. Rồi tiếp theo em lên một cái mã 23 là mã cuối cùng luôn, cũng là một cái tô. Như cái này nó còn mạt gì nè, cái cây kia em quên cho dán chồng lên không để ý, nó chắc giống nhau một khoảng thôi. Sanpo đây, cây này đây, rồi rất đẹp, nhà cũng vậy. Cây này hồng 85, cây này bự bự, cây này hồng to hơn nha, hồng to hơn á, hồng như 85 95 gì đó. Đây hàng lướt lướt không đây,